cũng là một thông tin về lĩnh vực hàng không đáng chú ý thưa quý vị và các bạn ngày 12 tháng 4 hãng hàng không Vietjet đã công bố chương trình thẻ ưu đãi với thẻ bay Power Pass cho phép người dùng bay không giới hạn trên gần 300 chuyến bay xanh mỗi ngày và 45 đường bay của hãng Vietjet phụ khắp Việt Nam à, theo đó thì khách hàng sở hữu cái thẻ bay Power Pass này cũng lan tỏa tinh thần tích cực hãy yên tâm ở nhà giữ sức khỏe cùng bảo vệ cộng đồng và lên kế hoạch bay thỏa thích tới sang năm với chi phí siêu tiết kiệm chưa từng có với chương trình này, khách hàng chỉ cần truy cập vào website powerpass.vietjetair.com hoặc là vietjetair.com để sở hữu hoặc mua thẻ bay PowerPass, đặt vé cho hành trình trải nghiệm tới sang năm. Với tài khoản PowerPass riêng, khách hàng sẽ được miễn phí 100% giá vé, miễn phí 15 ký hành lý ký gửi và 7 ký hành lý sách tay. Và đặc biệt nhất là không giới hạn số lần bay trên tất cả các chuyến bay nội địa của hãng hàng không trong suốt thời hạn hiệu lực của thẻ. Vietjet là thành viên chính thức của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA và sở hữu chứng nhận an toàn khai thác IOSA. Hãng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín Airlines Ratings. Top 50 hãng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018-2019 của Air Finance Journal liên tục nhận giải hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín.